Trong năm 2013, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan và các địa phương tổ chức thanh tra kiểm tra đối với 636 cơ sở thuộc khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tiến hành xử lý đối với 335 cơ sở vi phạm, đề nghị xử phạt các cơ sở này với tổng số tiền là gần 47 tỷ đồng. Trong năm 2014, Tổng cục Môi trường sẽ tiến hành xử lý dứt điểm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, tập trung thanh tra xử lý ở các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nâng cao chất lượng trong đánh giá tác động môi trường, nhất là đối với các dự án, trong xử lý rác thải và nước thải, nhất là các khu đô thị cần tập trung, có giải pháp. Cùng với đó, thì Tổng cục Môi trường tăng cường phối hợp với các bộ ngành trong quản lý nhà nước về môi trường, đặc biệt là Cục Cảnh sát Môi trường và Bộ Công an.